các bạn đến tin nhanh 247. Khi Gen Moto gần 100 tỷ đổ đồ chơi gặp mặt tham dự một cái sự kiện khai trương thì hoành tráng cỡ nào. Nổi bật nhất trong Gen Moto cũng chính là sự cướp mặt của cái siêu phẩm Kawasaki Ninja 2 với mức giá bán hơn 1 tỷ đồng. Nhân dịp lễ 30 tháng 4 và 1 tháng 5, một cửa hàng trang trí xe mô tô tại Nha Trang đã khai trương thu hút rất nhiều biker đến chia bùi. Cướp mặt trong sự kiện lần này có hàng chục cái chiếc xe phân khối lớn đến từ những nổi tiếng như là Kawasaki, Ducati, Yamaha, Aprilia. Nổi bật nhất trong cái dàn mô tô khủng này chính là cái sự cướp mặt của cái sức siêu phẩm Kawasaki Ninja 2 với mức giá bán rơi vào khoảng 1 tỷ 065 triệu đồng. Cái chiếc xe mô tô Ninja 2 tham dự sự kiện nhân dịp lễ 30 tháng 4 tại Nha Trang có cái dàn áo mạ rơm đi kèm với các họa tiết màu xanh lá cây bắt mắt. Kawasaki Ninja 2 được trang bị động cơ DOC 4 xe thẳng hàng với dung tích 998 mã khối, sinh ra công suất đa 207 mã lực tại vòng tua máy 11 phút, hộp số là 6 cấp. Cái chiếc siêu mô tô này sổ kích thước tổng thể bao gồm chiều dài 2085 mm, chiều rộng 770 mm và chiều cao 1125 mm, chiều dài cơ sở 1455 mm, các khoảng sáng gầm 130 mm và chiều cao yên 825 mm, các trọng lượng 238 kg. Kawasaki H2 và Ducati 899 Bagley sẽ hữu cái động cơ Super Warrior Airstream 90 độ với dung tích 898 cc, sinh ra công suất đa 148 lực tại vòng tua 10.700 phút, mô men xoắn cực đại 99 Nm tại vòng tua 90 phút. Cái dòng xe này được trang bị rất nhiều công nghệ tiên tiến như hệ thống điều khiển van biến thiên Des Mitsubishi, kiểm soát bướm ga Rise by Wire, hộp số là 6 cấp, tích hợp chế độ là sang siêu nhanh, hệ thống kiểm soát lực kéo 8 cấp, chống bó cứng phanh ABS v.v. Ngoài điển hình cái chiếc Ducati 899 Bagley đã được chủ nhân dán cái đề can cái màu xanh quân đội đầy cá tính, cái chiếc Ducati 899 Bagley thì có mức giá bán là 577 triệu đồng ở thị trường Việt Nam. Ngoài cái chiếc 899 Bagley, một thành viên khác của hãng mô tô Ducati cũng đã góp mặt trong cái sự kiện diễn ra ở Nha Trang vào sáng ngày hôm qua là cái chiếc Street Fighter 848. Cái mẫu Street Fighter 848 được chủ nhân trang bị rất nhiều món đồ chơi hiệu năng như cặp ống xả Ted Mingoni Carbon, phục trước của Holly Vân. Cái chiếc Ducati Street Fighter 848 được trang bị động cơ Airstream, sinh ra công suất 132 mã lực và một men sức đại 93.5 Nm. Và cái mẫu mô tô cũng khác cũng góp mặt chính là cái chiếc Ducati 848 EBO. Cái mẫu xe này được trang bị động cơ Airstream, sinh ra công suất đa 140 mã lực tại vòng tua máy 10.000 phút, mô men sức đại 98 Nm tại vòng tua máy 9.700 phút, đi kèm với đó hệ thống truyền động với hộp số 6 cấp. Cái Yamaha MT10 sử dụng cái động cơ tương tự như phiên bản EZL1 là 4 xe thẳng hàng với dung tích 999 mã khối, cho công suất 160 mã lực tại vòng tua máy 11.000 phút và mô men xoắn cực đại 111 Nm tại vòng tua máy 9.000 phút, hộp số sẽ cấp. Và đây là chiếc hộp Rera RS14. Đặc biệt trong cái sự kiện này còn có sự xuất hiện của một chiếc con tài cỡ nhỏ Honda MX-105. Tuy nhiên cái chiếc xe nhỏ nhắn này được chủ nhân đậu hết bài với cặp cấp sao kéo dài, độ mâm, ốp lốc máy carbon, độ là cái đèn pha, ghi đồng và ống xả chụp phục. Cảm ơn bạn dẫn này hồi kế tiếp, nhớ like, share, subscribe.